chào các khán giả của Home Shopping Việt Nam. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này. Dạo này thì thời tiết hơi nóng nực, bởi vậy mọi người vẫn thường hay đi ra ngoài để hóng mát hay là chọn một quán cà phê nào đó để tránh nóng. Nhưng mà Ngọc Tiên thấy là đi đâu thì đi nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải về nhà của mình, bởi vì không nơi nào tốt hơn là nhà của mình, phải không các bạn? Vậy thì mối quan tâm còn lại trong cái thời tiết nắng nóng này đó là gì? Và liệu là những cái thiết bị làm mát ở trong nhà của mình có đủ đáp ứng đủ những cái yêu cầu của chúng ta hay không? Hôm nay Home Shopping Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm vô cùng độc đáo, tin chắc là các bạn sẽ không thể bỏ qua được, đó chính là quạt máy 3-in-1 Jessy. Vì không phải là gia đình nào cũng có đủ cái điều kiện là lắp đặt những chiếc máy điều hòa ở trong nhà của mình. Nên chúng ta thường là dành nhiều thời gian để quan tâm nhiều hơn về các loại quạt máy gia dụng. Nhà nào cũng phải sắm cho mình một chiếc quạt máy đúng không ạ? Chẳng hạn như là quạt ở trong nhà ăn nè, rồi trong phòng ngủ nè, rồi quạt treo tường ở trong phòng khách nữa. Mỗi phòng đều cần phải có một loại quạt máy có cái kiểu dáng khác nhau, tùy theo là từng không gian. Vậy thì sẽ khiến cho bạn có nhiều lựa chọn khác nhau và khó khăn đúng không nào? Vậy nếu như bây giờ có một sản phẩm mà vừa là quạt đứng nè, rồi quạt để bàn nè, rồi quạt treo tường nữa thì sao ta? Wow, và thưa các bạn, đó cũng chính là điều độc đáo mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đây. Quạt máy 3-in-1 Jessy, sản phẩm độc đáo, lắp ráp được 3 kiểu, quạt đứng, quạt bàn, quạt treo tường. Có ngăn đựng chất thơm ở lưới quạt, sử dụng điều khiển từ xa. Quạt máy 3-in-1 Jessy, món quà tặng sang trọng và ý nghĩa, thích hợp cho mọi không gian trong gia đình. Quạt 3-in-1 Jessy rất tiện lợi khi có thể vừa dùng làm quạt đứng, quạt bàn hay là quạt treo tường. Chỉ cần vài thao tác lắp ráp bằng tay rất là đơn giản theo tờ hướng dẫn chi tiết kèm theo sản phẩm. Các bạn cùng xem nhé. Đây là chiếc quạt đứng Jessy dáng chuẩn, có thể đặt ở phòng khách. Một nút xoay chỉnh màu xanh ở đây để giúp nâng hay hạ chiều cao quạt theo ý của bạn muốn. Khi muốn đổi dáng thành chiếc quạt để bàn dùng trong phòng ngủ, các bạn có thể dễ dàng tháo ống trụ đứng này và lắp phần thân quạt vào chân kệ bên dưới. Hoặc tiện lợi hơn, bạn có thể tháo rời phần thân quạt được thiết kế khuôn đỡ khiêng, giúp bạn biến chiếc quạt thường ngày thành một chiếc quạt treo tường độc đáo. Từ nay bạn không cần phải đắn đo chọn mua nhiều loại quạt khác nhau làm gì, vì đã có quạt 3-in-1 Jessy rồi. Các bạn thân mến, ở trong nhà chúng ta, mỗi không gian phòng sẽ được sắp xếp khác nhau, và nên nhiều khi mà chúng ta muốn chọn lựa một loại quạt đồng bộ với nhau nhưng mà cũng khó có thể tìm kiếm được kiểu dáng ưng ý và phù hợp nữa. Và hôm nay quạt 3-in-1 Jessy có thể giúp các bạn điều này. Không giống như những cái loại quạt thông thường khác ở trên thị trường là chỉ cố định với một kiểu dáng mà thôi. Quạt 3-in-1 Jessy thì có thể lắp ráp được tới 3 kiểu dáng khác nhau. Thật là tuyệt vời, nhưng mà có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là ở quạt 3-in-1 Jessy chúng ta có thể sử dụng remote để có thể điều khiển từ xa. Nếu như bạn không muốn là mình phải đến ngay chỗ thân máy và điều chỉnh ở trên đó. Nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. Rất tiện lợi phải không nào, và dễ dàng cho bạn sử dụng nữa. Nhưng mà cũng nhờ chiếc remote như thế này để giúp bạn có thể để cho trẻ em nhà của chúng ta không phải đến gần những cánh quạt, bởi vì khi mà tiếp xúc gần thì sẽ rất là nguy hiểm. Không phải là chỉ có những cái tính năng như thế này đâu không đâu, mà còn rất nhiều những cái chức năng khác nữa. Chẳng hạn như bây giờ bạn cứ nghĩ đi, nếu chúng ta đang sử dụng một chiếc quạt máy ở trong nhà của mình với làn gió mát rượi, nhưng mà lại còn mang theo cả hương thơm thoang thoảng ở trong phòng của mình nữa. Ngạc nhiên quá phải không nào? Đó chính là từ chiếc quạt máy 3-in-1 Jessy của chúng tôi đó. Và từ ở ngay lỗ trống ở dưới nắp đậy này, chúng ta sẽ đặt chất làm thơm phòng vào. Ây da, có rất nhiều những cái chất làm thơm phòng mà chúng ta có thể chọn lựa. Và đương nhiên là tùy theo sở thích của mỗi người nữa. Và chắc chắn rằng khi mà bạn đặt chất làm thơm phòng của mình vào đây, bật quạt máy lên, wow, sẽ có những cái hương thơm hòa quyện theo làn gió mát của quạt máy 3-in-1 Jessy giúp lan tỏa trong căn phòng của bạn. Và đương nhiên là khi mà bạn ngủ thì giấc ngủ của bạn sẽ ngon và sâu hơn nữa, và cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Sảng khoái và dễ chịu. Quạt 3-in-1 Jessy thật tiện lợi nhờ remote điều chỉnh từ xa. Bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái khi chỉ cần ngồi ở ghế sofa xem TV hay nằm trên giường đọc sách mà vẫn thực hiện được các thao tác như tắt, mở, xoay. Đương nhiên tốc độ gió hay chế độ hẹn giờ tắt rất tiết kiệm. Không chỉ được dùng trong gia đình rất hữu ích, mà quạt 3-in-1 Jessy
có thể được chọn mua làm quà tặng cũng thật là ý nghĩa và sang trọng nữa. Đâu có lý do gì mà không sắm cho gia đình một chiếc quạt thật độc đáo và chất lượng như thế này chứ, phải không? Và sử dụng ở mọi không gian đều thích hợp, lại có giá cả rất hợp lý, vừa túi tiền nữa. Đừng bỏ qua cơ hội tốt thế này để sở hữu ngay chiếc quạt 3 trong 1 Jessie độc đáo của chúng tôi nhé. Quạt máy 3 trong 1 Jessie, sản phẩm độc đáo, lắp ráp được 3 kiểu: quạt đứng, quạt bàn, quạt treo tường. Có ngăn đựng chất thơm ở lưới quạt, sử dụng điều khiển từ xa. Quạt máy 3 trong 1 Jessie, món quà tặng sang trọng và ý nghĩa, thích hợp cho mọi không gian trong gia đình. Quạt 3 trong 1 Jessie rất tiện lợi, khi có thể vừa dùng là quạt đứng, quạt bàn hay là quạt treo tường. Chỉ cần vài thao tác lắp ráp bằng tay rất là đơn giản, theo tờ hướng dẫn chi tiết kèm theo sản phẩm. Các bạn cùng xem nhé. Đây là chiếc quạt đứng Jessie, dáng chuẩn, có thể đặt ở phòng khách. Một nút xoay chỉnh màu xanh ở đây để giúp nâng hay hạ chiều cao quạt theo ý của bạn muốn. Khi muốn đổi dáng thành chiếc quạt để bàn dùng trong phòng ngủ, các bạn có thể dễ dàng tháo ống trụ đứng này và lắp phần thân quạt vào chân kệ bên dưới. Hoặc tiện lợi hơn, bạn có thể tháo rời phần thân quạt được thiết kế khuôn đỡ khiên, giúp bạn biến chiếc quạt thường ngày thành một chiếc quạt treo tường độc đáo. Từ nay bạn không cần phải đắn đo chọn mua nhiều loại quạt khác nhau làm gì, vì đã có quạt 3 trong 1 Jessie rồi. Các bạn thân mến, ở trong nhà chúng ta, mỗi không gian phòng sẽ được sắp xếp khác nhau. Và nên nhiều khi mà chúng ta muốn chọn lựa một loại quạt đồng bộ với nhau, nhưng mà cũng khó có thể tìm kiếm được kiểu dáng ưng ý và phù hợp nữa. Quạt 3 trong 1 Jessie có thể giúp các bạn điều này. Không giống như những cái loại quạt thông thường khác ở trên thị trường là chỉ cố định với một kiểu dáng mà thôi. Quạt 3 trong 1 Jessie thì có thể lắp ráp được tới 3 kiểu dáng khác nhau. Thật là tuyệt vời, nhưng mà có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là ở quạt 3 trong 1 Jessie, chúng ta có thể sử dụng remote để có thể điều khiển từ xa. Nếu như bạn không muốn là mình phải đến ngay chỗ thân máy và điều chỉnh ở trên đó. Nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. Rất tiện lợi phải không nào, và dễ dàng cho bạn sử dụng nữa. Nhưng mà cũng nhờ chiếc remote như thế này để giúp bạn có thể để cho trẻ em nhà của chúng ta không phải đến gần những cánh quạt, bởi vì khi mà tiếp xúc gần thì sẽ rất là nguy hiểm. Không phải là chỉ có những cái tính năng như thế này đâu, không đâu, mà còn rất nhiều những cái chức năng khác nữa. Chẳng hạn như bây giờ bạn cứ nghĩ đi, nếu chúng ta đang sử dụng một chiếc quạt máy ở trong nhà của mình với làn gió mát rượi, nhưng mà lại còn mang theo cả hương thơm thoang thoảng ở trong phòng của mình nữa. Ngạc nhiên quá phải không nào? Đó chính là từ chiếc quạt máy 3 trong 1 Jessie của chúng tôi đó. Và từ ở ngay lỗ trống ở dưới nắp đậy này, chúng ta sẽ đặt chất làm thơm phòng vào. Ây da, có rất nhiều những cái chất làm thơm phòng mà chúng ta có thể chọn lựa. Và đương nhiên là tùy theo sở thích của mỗi người nữa. Và chắc chắn rằng khi mà bạn đặt chất làm thơm phòng của mình vào đây, bật quạt máy lên, wow, sẽ có những cái hương thơm hòa quyện theo làn gió mát của quạt máy 3 trong 1 Jessie, giúp lan tỏa trong căn phòng của bạn. Và đương nhiên là khi mà bạn ngủ thì giấc ngủ của bạn cũng ngon và sâu hơn nữa. Và cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Sảng khoái và dễ chịu. Quạt 3 trong 1 Jessie thật tiện lợi, nhờ remote điều chỉnh từ xa, bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái khi chỉ cần ngồi ở ghế sofa xem TV hay nằm trên giường đọc sách mà vẫn thực hiện được các thao tác như tắt, mở, xoay, đứng yên, tốc độ gió hay chế độ hẹn giờ tắt rất tiết kiệm. Không chỉ được dùng trong gia đình rất hữu ích, mà quạt 3 trong 1 Jessie có thể được chọn mua làm quà tặng cũng thật là ý nghĩa và sang trọng nữa. Đâu có lý do gì mà không sắm cho gia đình một chiếc quạt thật độc đáo và chất lượng như thế này chứ, phải không? Và sử dụng ở mọi không gian đều thích hợp, lại có giá cả rất hợp lý, vừa túi tiền nữa. Đừng bỏ qua cơ hội tốt thế này để sở hữu ngay chiếc quạt 3 trong 1 Jessie độc đáo của chúng tôi nhé. Quạt máy 3 trong 1 Jessie, sản phẩm độc đáo, lắp ráp được 3 kiểu: quạt đứng, quạt bàn, quạt treo tường. Có ngăn đựng chất thơm ở lưới quạt, sử dụng điều khiển từ xa. Quạt máy 3 trong 1 Jessie, món quà tặng sang trọng và ý nghĩa, thích hợp cho mọi không gian trong gia đình. Quạt 3 trong 1 Jessie thì có thể lắp ráp được tới 3 kiểu dáng khác nhau. Thật là tuyệt vời, nhưng mà có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là ở quạt 3 trong 1 Jessie, chúng ta có thể sử dụng remote để có thể điều khiển từ xa. Nếu như bạn không muốn là mình phải đến ngay chỗ thân máy và điều chỉnh ở trên đó. Nào, chúng ta hãy cùng xem nhé.
rất tiện lợi phải không nào, và dễ dàng cho bạn sử dụng nữa. Còn bây giờ thì Ngọc Tiên xin chào tạm biệt.